Tao thua rồi, cho anh tôi xin lưu play. Nhanh, đọc phiếu play. Bọn anh đang quay một cái clip kiểu là hát trong thang máy và để cho hát dở ấy, để thử lòng mọi người ấy. Thì để anh đang quay đây thì đấy thì bọn anh đang hát dở để em xong gì đây đây. Ủa, anh. Tùng bỏng.com web bán nick liên quân Free Fire duy nhất của Tùng Bỏng giảm giá 88%. Em còn chờ đợi gì mà không truy cập Tùng bỏng.com để mua nick này. Tôi Tùng Bỏng cho tất cả mọi người nhá. Mình tin chủ chào tất cả anh em nhá. Thì ok các bạn, thì đã hai tập qua rồi thì từ tập tiếp theo này thì mình kia đã tiếp tục vào thang máy để lan liếm. Mình đã bắt đầu đi xe đi lại đi hát dở trong máy và thử lòng tất cả mọi người xem là hôm nay có kêu được em gái xinh không. Mày được rồi, mày con tập tập một mày bú con ý rồi gì nữa. Chứ thì bây giờ bú thêm hơn nữa. Thì hôm nay mình vác cả loa vào đây. Đây. Anh em mình có chuẩn bị cả loa các bạn ạ. Đấy, chuẩn bị loa xong là mình đang ở đứng trong thang máy rồi, chờ đợi người vào là anh em mình sẽ quay luôn các bạn ạ. Còn mong này là con hôm nay để cho anh nhá. Là mua cái gì để Phật hay là con này cho anh nhá. Nếu mà xin thì cho anh, còn xấu cho em. Ừ. Nhá. Nào. Đúng thế nhỉ. Đợi 30 phút rồi. Tình yêu đơn giản là khi mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Mình thuộc về đối phương. Tình yêu đơn giản là khi ta chung hướng chung đường. Nhận ra bao cố gắng nhưng không thể nào bên em. Người ta tình thương gặp nhau nhưng cảm xúc như một kẻ đơn phương. Đơn phương. Người nói sẽ yêu là mãi, nhưng mãi mãi là bao lâu. Người nói rằng ta trẻ con. À, trẻ con thì trẻ trâu rồi. À, trẻ con thì trẻ trâu rồi. Trẻ con trẻ trâu. Không đau để mai sau. Ngàn câu hỏi trong vô thức cứ dày dứt khi anh tình giấc. Điều gì làm em thấy quan trọng nhất? Mất bao lâu để yêu xấu một người? Mất bao lâu để thương vẹn trọn? Mất bao nhiêu thời gian hòa chung với nỗi vui buồn? Rồi sẽ tìm anh làm hai làm ba, thì anh vẫn yêu em không dối trá. Vì được sống bên anh em mới thấy những ngày bình yên. Ok, cầm anh ngăn chặn này. Thôi thì anh chơi em đấy thì bọn anh đang quay một cái clip kiểu là hát trong thang máy và để cho hát dở ấy, để thử lòng mọi người ấy. Thì để anh đang quay đây thì đấy thì bọn anh đang hát dở để em xong gì đây đây. Ủa, anh. Xong lò bắt quái à? Em này em đang xong lò bắt quái, xong gì đấy? Xăm nó không lên hình. À chắc đang xăm nhưng mà à, kiểu là thợ lên xuống đây. Dạ cháu lên ạ. À. Ồ cháu lên rồi. Chúng mà chọn lên. Người yêu ta nói rằng em thấy bác là ai rồi? Bác rồi, bác rồi. Bác là bưu điện. Dựa. Thế em tự nhìn đọc với mắt từ đấy là nói chuyện với em rồi. Nhớ đi. Huệ đọc thương tắc. Anh nhớ là trong những cơn mê là hình như anh đang gọi tên em là gì? Lúc mà anh ôm một cầu ấy, anh gọi Huệ ơi. Thì anh Ok,
Ôi chó, bay lên bay xuống bay liên tục. Vậy vậy cho anh xin Facebook em được không? Chị gửi cho em cái tin nhắn em không nghe. À em cho anh xin lúc Facebook của anh. Anh lúc nào đấy phải ở đâu? Cho anh nghe nghe. Em đi chung. Nó là một tháng không phải đầu tư, em không cho. Phải đầu tư thì mà đầu tư vào em chê anh à? Thì mình nhìn mặt thằng này nó xấu lắm, nó đi có dâm nó anh đừng yêu nó. Alo. Nó cả nó bị chịu mọi thứ. Mẹ à, con đang quay, con đang quay. Tôi anh ơi, quay à? Em cho anh xin giúp em đi. Nhá. Ừ, anh ở quê ha. Nhá. Đi. Cho chị Phương em nhá. Nói chữ không em? Nói chữ nếu không? Mà nếu mà anh thắng thì em sẽ cho anh. Ủa đấy, nói chữ đi. Si gì vậy, nói chữ đi. Em thua. Nếu mà thua thì cho anh hôn gái nhá. Ủa nhờ, cho anh hôn gái. Cho anh hôn gái nhá. Vâng. Nhớ nhá, phải cho phải Phương nhá. Nói chữ là anh nói từ gì đó ngoài em nói lại đúng không? Biết rồi, chắc em cũng biết cái trò đấy đúng không? Thế bây anh nói trước nhá. Cho em nói trước đi. Thôi cho em nói trước. Nhường em. Nhường con gái trước. Đợi em nói trước đi. Đấy, em nói trước. Cho em nói một câu trước. Thế có gì nhỉ? Đây em đứng đây. Em đứng đây. Đứng đây. Có gì? Hãy đứng xa thôi em. Em nói trước đi. Cầu thang. Cầu thang à? Thang máy. Cầu máy. Máy bay à? Bay bổng. Nào, thua chưa? Rồi ơi, bỏng gì, làm gì có bỏng gì? Làm gì có bỏng gì? Tay bỏng, em đi không biết thôi. Nào, cho mày nhắc đấy. Bỏng gì? Bỏng bay. Thôi ông im mẹ á mồm đi. Nào, thua rồi, cho anh tôi xin Facebook đây. Nhanh, nhập Facebook đây. Đúng là con trai của ta. Đầm thế. Anh rồi anh cảm ơn nhá, thì có gì mình chúc bé anh nhắn tin nhá. Bắt tay em này. Để thử thế, bắt thử thế này, cho bắt. Ê, không được hôn nhá. Tôi hôn này, chỉ ăn cơm mấy cả. Đã bao giờ được hôn má ai đâu. Này, tôi hôn này là cơm lên mồm mình kinh kiểu cơm này. Hôm nay rực rỡ luôn, úi giời. Sướng quá. Em ơi, đi quay chưa đánh xong không em ạ? Tối về ông anh rủ đi một cà phê nhá. Thôi tại vì im đây, chúc anh kiếm cho được khác nhá. Nên gì nữa đấy, tôi có nhường anh này, em nhường ai nhường làm anh có lắm đâu mà chuyện đùa. Nếu em dại dỡ. Ui ruồi à, ô đây ruồi ruồi à, ô đây ruồi. Em về nhá, anh cảm ơn em nhá.